Hòa cùng không khí Giáng sinh 2022, ngày 22 tháng 12 vừa qua, sự kiện Guilin Bixin Christmas Party đã tổ chức thành công tại Sapphire Center, quận Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện do câu lạc bộ Guilin Power cùng mạng lưới nữ lãnh đạo Guilin Global miền Bắc tổ chức, với sự tham gia của Mr. Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Miss Cao Nga, Chủ tịch Guilin miền Bắc, Miss Nguyễn Thu Trang, Phó Chủ tịch Guilin Global Holding, Chủ tịch sáng lập Guilin Power, cùng nhiều khách mời là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp. Tại sự kiện, Guilin Power đã chào đón hai thành viên mới là Miss Vũ Thị Hồng Nga và Miss Trần Khánh Ly, đồng thời gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ vì những đóng góp mang đến thành công cho sự kiện. Song song đó, ban tổ chức còn giới thiệu chương trình Tết Fair Top 50 doanh nghiệp được quy service tin dùng. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thương hiệu có uy tín do tạp chí Cẩm Nang Mua Sắm và WooService phối hợp cùng cộng đồng Bixin và Guilin tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, được thực hiện độc quyền bởi Quy Media. Ngoài ra, khách mời tham dự còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ và thành viên thuộc mạng lưới Guilin Global trình bày. Guilin Bixin Christmas Party cũng là cơ hội giúp các doanh nhân giao lưu, hợp tác, hiểu thêm về mạng lưới Bixin và Guilin Global cũng như các sự kiện sắp tới của mạng lưới. Guilin Global Holdings, kiến tạo mạng lưới nữ lãnh đạo thịnh vượng.